cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 01 thi công xây lắp công trình thuộc dự án xây dựng đường bên đoạn km 19+640 giao quốc lộ 38B đến km 24+240 giao quốc lộ 39 tiếp giáp với tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua thành phố Hưng Yên. Theo đó, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Huza, Công ty Cổ phần 456 trúng thầu với giá 373,513 tỷ đồng, giá dự toán 448,31 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu sử dụng ngân sách tỉnh Hưng Yên được đấu thầu qua mạng, đóng thầu ngày 29 tháng 7 năm 2024 với 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và đều được đánh giá đáp ứng về kỹ thuật. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7002 VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý việc đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định về xây dựng công trình khẩn cấp tại Điều 130 Luật Xây dựng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các bộ Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phương án ủy quyền như đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ hoặc giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ làm cơ quan chủ quản đầu tư trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành công trình chậm nhất trong năm 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 10 năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đề xuất nguồn vốn từ ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 10 năm 2024. Trước đó, ngày 9 tháng 9 năm 2024, mực nước trên sông Hồng dâng cao làm sập nhịp cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân và làm đứt gãy giao thông trên tuyến quốc lộ 32C. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 89 CDTTG ngày 9 tháng 9 năm 2024 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sập cầu và đảm bảo hoạt động giao thông an toàn trong mùa mưa lũ, nhất là tại khu vực các tỉnh Tây Bắc Bộ. Ngày 16 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có công điện số 96 CDTTG về việc khẩn trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C nối huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản 3961 UBNZCNCG báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả khảo sát, tính toán và dự kiến quy mô đầu tư cầu Phong Châu mới. Theo đó, vị trí xây dựng cầu Phong Châu mới dự kiến tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18+300 quốc lộ 32C. Về phương án thiết kế, tổng chiều dài tuyến khoảng 1.000m, trong đó cầu có chiều dài khoảng 393m, đường dẫn và kết nối có chiều dài khoảng 600m. Kết cấu cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng. Bề rộng toàn cầu là 21,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu, sơ đồ nhịp 90+135+90, 33+33m. Đường dẫn và kết nối được nâng cấp mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 865 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục có văn bản số 3976 UBNZCNCG đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình theo quy định tại điểm B khoản 1 và khoản 3 điều 130 luật xây dựng, được sửa đổi bổ sung tại khoản 48 điều 1 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Sáng ngày 1 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến với các bộ ngành và địa phương liên quan về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận cuộc làm việc,
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương thống nhất có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tổng thể, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù vào dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư PPP. Trình hồ sơ cho Hội đồng Thẩm định Nhà nước trong tháng 11 năm 2024. Phó Thủ tướng nêu rõ, các địa phương tiếp tục chuẩn bị các bước đầu tư càng sớm càng tốt, trong đó có phương án cân đối ngân sách địa phương dành cho dự án. Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối tổng hợp việc triển khai xây dựng đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án có quy mô rất lớn, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với các địa phương có đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua và kiến nghị ghép các dự án thành phần qua 5 địa phương thành một dự án tổng thể. Thủ tướng Chính phủ sẽ giao một cơ quan nghiên cứu báo cáo tiền khả thi tổng thể trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đồng thời đề xuất các chính sách đặc thù đưa vào nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, như sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác hoặc thực hiện nhiệm vụ chi từ ngân sách trung ương. Tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, chỉ định thầu đối với một số gói thầu về tư vấn kỹ thuật, di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, tái định cư. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ đã thống nhất với các địa phương về quy mô, phân kỳ đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và các hạng mục liên quan. Theo báo cáo tại cuộc họp, dự kiến tổng chiều dài toàn tuyến đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 206,72 km, trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 18,23 km, Bình Dương 47,95 km, Thành phố Hồ Chí Minh 16,7 km, Long An 78,3 km. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch được duyệt, 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, 21 nút giao thông liên thông, xây dựng đường song hành, đường dân sinh hai bên tuyến theo nhu cầu giao thông từng đoạn, từng địa phương. Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp thành phố Thủ Đức sau 8 năm triển khai thi công gặp vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, nay cũng đã về đích được thông xe vào sáng ngày 2 tháng 10. Công trình cầu Nam Lý có tổng mức đầu tư 732 tỷ đồng. Cây cầu có tổng chiều dài 750 m, trong đó phần cầu dài 450 m, rộng 20 m. Đường dẫn rộng từ 30 đến 37 m. Khi thông xe cầu Nam Lý sẽ giúp gỡ nút thắt cổ chai tại khu vực, giải tỏa áp lực tình trạng kẹt xe cho khu đông Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 4 tháng 10 tới đây, nhánh HC2 thuộc dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ KCX Tân Thuận, quận 7 qua huyện Bình Chánh sẽ được thông xe, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho cửa ngõ phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng nhánh hầm HC1 theo hướng ngược lại cùng toàn bộ hạng mục liên quan sẽ hoàn thành cuối năm nay. Dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng ở giai đoạn 1, gồm có hai nhánh hầm HC1, HC2, mỗi hầm dài 456 m, mặt cắt ngang 3 làn xe, vận tốc 60 km/h.